Ngày 9 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết đã có 19 sinh viên thuộc ký túc xá khu A, ký túc xá khu B, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Theo đó, khoảng 22 giờ đêm mùng 8 tháng 5, một số sinh viên bắt đầu nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc cấp. Đa phần các triệu chứng chung là đau bụng, nghi do ăn sau bữa ăn chiều cùng ngày. Ngay lập tức, các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị. Hiện tình trạng 19 sinh viên đã tạm ổn định. Trước đó ngày 2 tháng 5, bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm cùng các đơn vị liên quan về việc 15 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Trong số các bệnh nhân này có nhiều em ăn sushi, bún bò, cơm tấm trước cổng trường.